Các bạn chú ý bài chạy từng chữ của chúng ta là ý nghĩa là yêu cầu như thế này, từng ký tự một chạy thôi bạn nhé, chứ không phải là cả cái dòng chữ nên nó dịch rõ cho nào. Đấy, thì có một vài bạn hỏi là chưa hiểu từng dòng chữ từng ký tự một chạy như thế nào thì thầy sẽ cho bạn xem. Ok, thank you.